Rồi, mến chào cô chú chị dân bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV. Hôm bữa nay mình có dịp mình qua lễ thắt con của xã nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây, người quá đông luôn bữa nay. Đây, cô bán dừa nè. Đó, cô bán dừa. Dừa này nó bán cúng nè. Đó, đây nè. Bà con bán hàng rất là nhiều ha. Đó. Đây quá trời luôn rồi. Gửi xe rồi. Quá đông bà con rồi. Đây là lễ thắt con ha. Đó, lễ bán dừa. Cái dài này nó bán dừa cúng nha các bạn. Đó, phía kia bán quần áo. Bên kia là bán quần áo. Đó, đây bán đồ rất là nhiều luôn ha, bán rất là nhiều hàng. Và nhiều đồ luôn ha. Kẹt xe luôn các bạn. Giờ này ha. Tối chút bữa nay mới ngày đầu thôi. Hôm nay mới ngày đầu đó ha. Bán nè. Giờ ngày mà đầu mà quá đông rồi. Ngày đầu mà ngày bữa nay mới ngày đầu đó em mà quá đông bà con luôn. Đó. Quá đông bà con luôn. Đây là lễ thắt con. Nhóm bán nhóm lại tiếp và tiếng nói nha. Đây chị chạy lóc đôn. Bán dừa bán dừa. Bán hàng rất nhiều á. Đây bữa nay ngày đầu mà quá đông. Ngày đầu quá đông bà con. Đây. Đây là lễ thắt con các bạn. Ngày đầu mà người đông ấy. Đây ngày đầu tiên. Bây mình gặp là đây bán đồ nhiều ha. Đây. Ngày đầu tiên mà người rất đông luôn ha, ngày đầu tiên ha. Đây là lễ thắt con ha, của đồng bào dân tộc Khmer, kinh qua Khmer luôn, ba dân tộc luôn. Ngày đầu tiên và người rất đông. Bữa nay ngày đầu tiên ha. Đó. Đây, bữa nay ngày đầu tiên. Quá đông bà con. Tất cả các bạn đã nhanh 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 nhan
Đây đường ra ngoài ruộng ăn vừa bún nè, đón này vừa bún nè, thấy được bún liền ra đón nhạc đó. Chỉ có xẻ chứ nhạc đoàn tỉnh nè, đoàn tỉnh đây, đoàn dù kê, đoàn tỉnh Sóc Trăng á, thì diễn tới đây 3 đêm có chú bạn hát 3 đêm đây đoàn Sóc Trăng ở quận Bắc Góc luôn chứ. Thì cô này bán vịt quá ngon quá ngon luôn trời, quá gãy ra mới gửi ông già chợ được hết chìm lòng mà hồ là đúng luôn á, hiểu không? Đây phía ngoài ruộng nha chú bạn. Đây. Đây phía ngoài ruộng nha. À, đây buôn bán ở ngoài ruộng nhiều ha. Ngoài ruộng đông luôn, quá đông luôn. À dưới này bán quá trời luôn. Đỏ tím vàng luôn, đủ màu, đủ sắc, đủ xay luôn các bác ơi. Đó hãy lựa cho mình. Đây bán quần áo rồi đủ luôn ha. Đó. Trò chơi. Đây hiểu bán vàng nhóc nè. Ai nếu mà ai ấy thì mua vàng này đeo vô cho nó giật chơi nè. À, đây bán vàng nhóc nè. Để trò chơi nè. Đông luôn. Tối nay chắc rồi chen vô luôn rồi chứ. Tối nay. Có đảo. Có 12 ngọn đèn. Đây 12 ngọn đèn. Tối nay khỏi vô đâu tối nay. À này, nói chung là lễ Thác Côn này lớn hơn lễ Sima, cái đứa Sima nữa. Lớn hơn nữa. Đó. Nhóc luôn nè. Không thôi mình đậu xe nó đi vô cũng gần á chứ ha. Trước trường nó đi vô á. Đây phi tiêu. Phi tiêu hồng. À, đây ném lon. Đây ném lon. Đây ném lon. Ném lon. Rộng quá chứ ơi, trong này bán hàng nhiều quá. Bán nhiều hơn chỗ bán nhiều hơn chỗ Sài Mã nãy á chứ. Ha, nhiều hơn á. Đó. Đó, đây chị, gặp nữa rồi. Trời ơi. Đây mối đây, đi đâu là gặp tới đó. Chiều đó, chiều quay đẹp quá. À, đây. Ai chiều là tối lại em lại vô không được luôn á. Sao vậy? Đông người má, chen vô không nổi. Luôn mà, quay đâu có gì đâu à. Không, chắc chiều quá. Tối á. Ừ.
đây bán hàng nhóc nè. Đó, kinh qua Khmer. Đây, bán hàng nhiều á, hơi ngoài quận á. Mình đi dài dài đi ra ngoài luôn chứ, đi ra ngoài mình về luôn. Đi ra ngoài mình về luôn, quay tới cổng ngoài tắt luôn. Ồ, mô tô bay mình đâu có vô được đâu. Giờ này nó chỉ chạy mà. Mô tô bay, mô tô bay. Ban đêm mới bay. Giờ này chưa bay đâu. À, ở đây bán hàng nhiều hơn Sà Mã nữa, bán đồ nhiều hơn Sà Mã ha. Ở à, đây là mới ngày đầu đó ha. Nay mới chính thức lễ là ngày mai nha. Ngày mai là bên An Giang Trà Vinh là lợi, An Giang Trà Vinh với Cà Mau Bạc Liêu là lợi là nhiều lắm. Lớn hơn Sà Mã đó nó. Ừ. Rồi bán hàng nhiều. Bán hàng rất nhiều luôn các bạn. Ở đây bà con cô bác đi nhớ cẩn thận cái vụ mà đeo dây chuyền, đeo gì hết. Đeo dây chuyền rồi chân túi rồi đó. Rồi mình cẩn thận cái đó ha. Đó. Mình người đông à, giờ này ơi tối là chôn nổi đâu, tối vô nổi đây bán ngáo nhóc. Đi rộng đó bạn, đây gió chục kia. Không. Đây có xe phòng cháy chữa cháy lại luôn có xe chữa cháy. Đây là con tôm lên đập 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 lên đập